được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục Ngon và Lành. Nói đến cốm thì chắc hẳn ai cũng biết đây là một nguyên liệu rất là bình dị, tuy nhiên thì rất là tinh tế và mang đậm hương sắc Việt Nam. Và đây cũng là một nguyên liệu chế biến được rất nhiều món ăn. Nhưng mà bây giờ trên thị trường thì để mà nhận biết được cốm ngon, dẻo hay là không có chất hóa chất thì có lẽ là nhiều người cũng không biết. Và ngày hôm nay Ngon và Lành sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn cách nhận biết cốm sao mà chúng ta thấy rằng rất là dẻo này, thơm ngon mà lại không có hóa chất. Đồng thời thì chúng ta sẽ chế biến một món ăn từ nguyên liệu cốm. Và đó là món ăn gì thì xin mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ với cả Madam Nhung. Chị là chuyên gia ẩm thực. Xin chào chị Nhung ạ. Dạ vâng, chào chị. Thì ngày hôm nay chúng tôi giới thiệu các bạn món là xôi cốm Tú Lệ. Đặc biệt là những cái món ăn của chị Madam Nhung là thiên về truyền thống đúng không ạ? Dạ. Thiên về gọi là người Hà Nội đấy ạ. Vâng, và như tôi đã giới thiệu ban đầu thì là cái cách nhận biết cốm có lẽ là nhiều người cũng không biết đâu ạ. Có thể là nhìn thì rất là đẹp mắt này, tuy nhiên thì mà làm thế nào để cho mọi người biết rằng là cái cốm đó nó không bị hóa chất này và ngon dẻo như thế nào thì chị Nhung có thể giới thiệu kỹ hơn ạ. Hạt cốm nó không quá bóng bẩy, nó vẫn còn những kiểu thô ráp, cái hạt cốm nguyên thủy, và cái mặt nó khô chứ nó chưa có một cái gì cả, thì nó không thể nào mà nó bóng bẩy như cốm thông thường được đâu. Thế còn màu sắc thì sao ạ? Thì có những cái loại cốm mà tôi thấy nó nhạt hơn với cái cốm mà mình đang cầm này, thì nó màu nó hơi đậm. Mà các bà nội trợ thì thường nói rằng là cái cốm nào mà đậm ấy thì dễ là gọi là phủ màu đấy ạ. Đấy là do vùng miền. Vâng. Cái cốm này của người ở trên miền núi, cốm Tú Lệ nó xanh như thế này. Nhìn nó thơm như này. Còn cốm mà làng Vòng thì các bạn nhìn thấy màu nó nhàn nhạt, nó hơi vàng vàng nhạt. Đấy là cốm làng Vòng. Có nghĩa là nó cũng tùy vào vùng miền mà cái cốm của chúng ta nó đậm nét và nhìn hay là như này, nhạt đúng không màu. Chứ cũng không phải là do là cứ đậm là phẩm màu đúng không ạ? Đúng rồi. Đấy là bạn nhìn nhá, đây là cốm của Tú Lệ. Thì nó màu nó đậm như thế này và nó thơm hơn cốm của làng Vòng. Hạt cốm nó mẩy hơn, nó chắc hơn. Cũng như là thấy nó cũng to hơn đấy ạ. Đấy nó to hơn, nó mẩy hơn. Chính vì thế chúng ta gói, người ta làm xôi cốm mới ngon. Nói về nguyên liệu nhất thì ở đây tôi thấy rất là đơn giản này, chắc chắn là phải có cốm rồi, cốm Tú Lệ đúng không ạ? Đậu xanh là đậu xanh vẫn còn hạt thô này, đậu xanh đã được sắt vỏ, dừa nạo và một chút muối. Nguyên liệu rất là đơn giản thôi, tuy nhiên thì cái khâu mà quan trọng nhất đó là các bạn lựa chọn sao để cốm của chúng ta được gọi là ngon này, đỗ cũng phải là bở này đúng không ạ, và dừa để cũng có vị thơm nữa thì cái món xôi cốm của chúng ta mới gọi là toàn vẹn được. Và cũng quan trọng là cái cách mà chúng ta nấu nó như thế nào. Vâng, và cách đó nấu đó như thế nào thì chắc là phải nhờ chị Nhung có thể giới thiệu đến khán giả Ngon và Lành. Đầu tiên để làm món xôi cốm thì lâu nhất và khó nhất là món đỗ. Đỗ mà mình đã làm cho nó thật chuẩn rồi thì xôi cốm bạn ra thì lúc nào cũng là ngon, yên tâm. Cái đỗ nó có công dụng là giữ ẩm cho hạt cốm. Nó có công dụng là làm hạt cốm nó rời ra như kiểu xôi vò. Chúng ta làm xôi cốm ở đây theo phương thức của nấu xôi vò Hà Nội. Đấy, cho nên là cái như cái đỗ thì chúng ta phải làm sạch nó. Như tôi thì ngoài cái việc là tôi ngâm ra thì tôi còn luộc. Nước đầu tiên tôi bỏ cái nước đi. Xong rồi tôi mới cho vào tôi xên đỗ. Tôi xên đỗ làm sao mà từ lúc cái hạt đỗ nó sống như này cho lúc nó chín, xong nó đông đặc như chúng ta hấp đỗ thì cái đỗ nó mới mượt. Nó càng mượt bao nhiêu, nó càng mịn bao nhiêu, mất thời gian chúng ta phải quấy cái đỗ đấy. Vì bạn tưởng tượng là từ lúc mà đỗ sống mà đun lên cho thành chín, cho đặc vào như bột ấy, rất là lâu, kỳ công. Rất là lâu, rất là kỳ công. Nhiều người sử dụng gọi là hấp cho nó nhanh đúng không ạ? Sau hoặc là họ tơi ra. Đấy. Thì cái độ đấy nó sẽ không đảm bảo được cái hạt cốm mình nó mượt, nó mềm. Thì bí quyết của tôi là tôi làm cái độ này. Và cái thời gian để mà mình đun cái độ đấy mà đôi khi là bỏng tay là chuyện bình thường. Thì nó sẽ bắn. Như kiểu ngày xưa các cụ làm chè đỗ đãi. Thì cái độ mà mình làm nó cầu kỳ như thế đấy. Ở đây tôi thấy nước thì đã sôi rồi đấy ạ. Chúng ta sẽ bắt đầu làm đỗ đấy. Cái lượng đỗ với cả lượng cốm thì nó sẽ như thế nào hả chị? Nó cũng có một tỷ lệ nhất định. Ví dụ như là khoảng 5 năm hay là 4 năm hay như thế nào ạ? Cái lượng đỗ mà bạn làm sẽ khoảng độ 1/3. 1/3 cốm ạ? 1/3 là đỗ. 1/3 là đỗ. Giống như tỷ lệ bạn nấu xôi vò ấy. Xôi vò thì thông thường là cũng 7 phần là gạo. 3 phần là đỗ. Cái cách nấu đỗ của chị chia sẻ rất là cầu kỳ như vậy thì nó sẽ giúp cho cái phần xôi của chúng ta nó khác biệt điều gì ạ? Khi mà
cái thành phẩm của cái xôi cốm bạn nhìn thì bạn sẽ không nhìn thấy là đỗ đâu nữa. Ừ. Cái đỗ đấy nó sẽ quẩn vào trong cái từng cái hạt cốm. À. Nó chỉ có công dụng là hạt cốm đấy nó giữ độ ẩm cho hạt cốm đấy cả ngày. Ừ. Từ sáng đến tối cái xôi cốm tôi nó vẫn mềm, vẫn mượt. Ừ. Và nó không bị lẫn vị. Vì như tôi nói bạn là tôi chỉ thích nấu những món ăn gì mà nó phải nguyên thủy, nguyên bản, nó giữ được nguyên chất cái vị của nó. Rồi. Người ta có nghệ thuật gì chỉ để làm cho đẹp hơn, cho nó tinh hơn thôi. Vâng. Bây giờ là mình gọi là luộc qua để rửa đỗ và mình sẽ đổ đi. Sau khi mà đã rửa đỗ sạch sẽ rồi, chúng ta lại cho vào nồi và cho nước và chúng ta bắt đầu, đây là công đoạn mà có thể gây ra bỏng tay. Ừ. Ta phải đi găng tay rồi. Quan trọng nhất là cái thời gian này. Ừ. Nó sẽ mất của các bạn có khi đến hơn một tiếng đấy. Ừ. Để mà xên cái hạt đỗ cho nó từ lúc còn đang sống, sống như thế này. Ừ. Nước nhiều này cho lúc nó khô cong như là cái đỗ mà mình hấp ấy. Ừ. Tức là nó cạn nước này và nó cái đỗ của chúng ta nó phải nở ra. Vào nở ra. Thế cái thời gian mà mình làm cái đỗ này thì mình có cần phải đứng canh không ạ, hay là mình có thể chứ không canh thì cái hạt đỗ nó sẽ cháy. Ừ. Thì có nghĩa là một tiếng cứ đứng muối thế này thôi. Chính xác. Và bảo vệ tay mình không có cẩn thận là sẽ bỏng. Rất là kỳ công đúng không ạ, và mất thời gian nữa. Đúng á. Món ăn nào cũng kỳ công. Sau khi mà mình làm cái đỗ mà nó đã bắt đầu sệt sệt rồi ạ, thì mình có cần phải đảo cho nó kỹ nữa không hả chị? Đấy bạn thấy này, mình phải đảo đến mức độ mà nó nhuyễn ra. Nó như là hấp mà. Nó như là hấp, nó khô như hấp nhưng mà nó như là bột luôn, nó như là cái bánh đậu xanh mình ăn luôn ấy. Thì nó mới đảm bảo cái xôi cốm mình nó ngon. Đây này, là thấy nhuyễn chưa? Đúng là bột chưa? Mà tức là sau khi mà cạn thì mình phải lấy cái thìa mình phết. Mình phải đảo và mình phải nghiền. Vừa đảo vừa nghiền. Vâng. Để cho nó nhanh được nhuyễn. Như vậy là sau khi mà thấy cái đậu xanh của chúng ta nó nhuyễn và nó rất là mượt thì là nó thành phẩm của chúng ta sẽ được đúng không ạ? Đúng rồi. Trước khi mà chúng ta hấp xôi thì chúng ta cần phải trộn các nguyên liệu với nhau. Lấy tay chúng ta tơi từng bóp cho nó tơi từng cái hạt cốm ra. Vì nếu chúng ta để những cái cục cốm này thì lát nữa cốm của ta nó không được, nó sẽ bị vón cục. Nó không đều gia vị. Chúng ta bắt đầu cho nguyên liệu vào trộn. Dừa cho cũng trộn luôn ạ. Không cần phải cho quá nhiều. Vâng. Cho một chút muối thôi nhá. Ừ. Bản thân cái cốm này nó lại rất là ngọt. Ừ. Nó ngọt từ tim cốm ra rồi, cho nên là chúng ta cũng không cần phải cho đường. Vâng. Còn theo khẩu vị của các bạn mà muốn ăn ngọt thì các bạn cho một chút đường. Vâng. Cho ít thôi, đừng cho nhiều. Đúng rồi. Nó mất đi cái vị ngọt vị của cốm. Ngọt tự nhiên của cốm. Ừ. Các bạn xoa cái đỗ này cho nó quện vào cái cốm. Sau khi xoa xong chúng ta để một lúc cho nó ráo. Cho nó rời ra ráng hấp. À, để khoảng bao nhiêu phút hả chị? Để trước quạt khoảng 30 phút. À. Cho nó khô. Ừ. Để cho nó quện các cái da giảm với nhau. Yeah. Nó rời từ hạt cốm ra chúng ta bắt đầu hấp nhé. Yeah. Hấp thì bạn chuẩn bị một cái nồi hấp. Hoặc là một cái chõ mà hay đồ sôi như quý vị các bạn ở nhà đấy ạ. Nhưng mà quan trọng là cái nhiệt phải rất là lớn. À, phải để rất sôi đúng không ạ? Chúng ta hấp càng nhanh bao nhiêu, cái nhiệt lớn bao nhiêu để sôi nó không bị vón. Công đoạn hấp này có lâu không chị? Hấp thì nó sẽ khoảng 15 phút. À. Cảm thấy chỗ nào nó còn cục thì bạn lại tươi ra. Ừ. Vâng, và chúng ta sẽ chờ trong vòng từ 10 đến 15 phút thì cái thành phẩm xôi của chúng ta sẽ xong. Wow, chúng ta đã không còn nhìn thấy đỗ nữa đúng không ạ? Vâng. Mùi cốm rất là thơm quý vị các bạn ạ. Rồi. Món xôi cốm của chúng ta đã xong. Công đoạn này cũng rất là quan trọng. Ừ. Mình lắc để cho hạt cốm nó tròn. Ừ.
xong rồi đấy các bạn ơi. Rồi, như vậy là xôi cốm Tú Lệ của chúng ta đã xong rồi. À, bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu kỹ hơn xem là món xôi cốm Tú Lệ nó có hương vị như thế nào nhé. Như vậy là món xôi cốm Tú Lệ sau cái thời gian gọi là chuẩn bị rất là kỳ công, mặc dù nguyên liệu thì nó không có nhiều đúng không ạ? Nó chỉ là cốm và đỗ thôi, một xíu dừa, tuy nhiên thì công đoạn nấu và công đoạn chuẩn bị rất là kỹ lưỡng. Vậy cái thành phẩm của chúng ta khi mà thưởng thức ạ, thì nó sẽ có cái hương vị như thế nào và nó sẽ nổi lên cái đặc trưng vị nào? Cái món này nó khác với những loại xôi cốm khác ở chỗ là thứ nhất, bạn nhìn bằng mắt, bạn nhìn thấy rõ hạt cốm, bạn không nhìn thấy cái đỗ như các cái hàng khác. Thứ hai nữa là khi mà bạn nếm, bạn sờ tay, bạn đây bạn đặt cái tay chân tứ đây, đặt lên tay bạn, khi đặt lên bạn đã cảm nhận nó rất là mềm, rất là mượt rồi phải không ạ? Vâng. Đấy là cảm nhận là đặt lên tay. Còn khi chúng ta ăn, bạn có nghĩ là bạn đang ăn một cái bông, một cái gì nó nhẹ, nó mềm như là sợi bông. Cái cốm nó rất là mềm, rất là thơm, nhưng mùi thơm rất là tự nhiên. Đúng rồi. Nó kiểu mềm mịn đấy ạ, mà nó mềm, dẻo. Mịn, dẻo. Vâng. Mà cái độ nguyên gọi là hơi của cái mùi cốm. Hơi đậm đậm thì chỉ gọi là muối thôi. Mà cái vị dừa rất là thơm, cốm cũng rất là thơm. Khi mà cho dừa vào ấy thì chắc là mình sẽ không để được lâu đúng không ạ? Với cái cách bảo quản của xôi cốm khi mà mọi người ăn không hết thì sẽ như thế nào? Chứ gần hết thì chúng ta để trong tủ lạnh. Trong tủ lạnh thì có thể dùng được khoảng 2 đến 3 ngày. Còn nếu chúng ta để trong tủ đá thì được lâu hơn. Và khi ăn thì tôi sẽ hướng dẫn cách làm nóng, nó cũng đơn giản thôi. Cũng chỉ cần quay lại với sóng thôi. Cũng không cần phải hấp lại nữa. Thì chỉ quay có 1 phút thôi thì hạt cốm lại thơm lại từ đầu. Kể cả dừa thì mình vẫn để được cái thời gian như thế hả chị? Để đá thì để được lâu. Còn tủ lạnh chỉ được 2 đến 3 ngày thôi. Nói chung là cái món xôi của chúng ta đến mà ngon nhất thì vẫn là thưởng thức ngay trong ngày đúng không ạ? Tại vì mọi thứ thì đều là không có chất bảo quản gì cả. Các nguyên liệu thì đều là thô hết. Phần thô, tự nhiên không hề có bất cứ một hương liệu gì cả. Và hy vọng là với sự gọi là chia sẻ cũng như là cách hướng dẫn của chị Madam Nhung ngày hôm nay thì khán giả của Ngon và Lành có thể là biết cách gọi là nấu xôi cốm theo kiểu gọi là của chị Nhung đúng không ạ? Mặc dù nó hơi phức tạp một xíu, nó hơi kỳ công một tí, nhưng mà khi quý vị các bạn sẽ thưởng thức cái xôi cốm chắc hẳn là nó sẽ mang cái hương vị khác biệt hoàn toàn. Là một món ăn nghe thì rất là bình dị nhưng mà thực ra rất là tinh tế, mang đúng cái hương sắc của người Việt Nam, đúng, của người Hà Nội mình. Và tinh tế nhất là người Hà Nội mình đấy. Vâng, đúng rồi, của người Việt Nam nói chung và người Hà Nội nói riêng. Và hy vọng mà quý vị các bạn có thể thực hiện món xôi cốm Tú Lệ thành công tại nhà. Và xin chào quý vị các bạn và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong chương trình lần sau. Cảm ơn các bạn.